quý vị, trong bất cứ dự án nào, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình và giải ngân vốn. Đây cũng là vấn đề được đánh giá phức tạp, nhạy cảm bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Năm nay, Tây Ninh triển khai nhiều dự án diện tích đất cần giải phóng mặt bằng rất lớn. Các dự án có diện tích cần giải phóng mặt bằng liên quan đến hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Vì vậy, khối lượng công việc rất nhiều. Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, Tây Ninh đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia với sự đồng thuận, hỗ trợ của người dân. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn vướng mắc khiến cho một số công trình bị chậm tiến độ. Hiện các địa phương, các chủ đầu tư đang nỗ lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho đơn vị thi công. Trong trình tự đầu tư xây dựng, việc giải phóng mặt bằng được triển khai sau các thủ tục chuẩn bị dự án. Sau khi dự án được duyệt, chính quyền địa phương mới bắt đầu triển khai thủ tục giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng là một công việc phức tạp, mất nhiều thời gian, liên quan đến cuộc sống người dân có đất và nhà bị giải tỏa. Theo quy định, đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách khi giải phóng mặt bằng thì bồi thường cho người dân bị thiệt hại sao cho phù hợp và theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, mức độ bồi thường như thế nào? Cụ thể là số tiền người dân có đất bị thu hồi nhận được phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng pháp lý nhà đất bị giải tỏa. Có những dự án người dân bàn giao mặt bằng rất nhanh và khi công trình hoàn thành, niềm vui như được nhân lên nhiều lần. Đây là đường Trần Phú, một trong những con đường đẹp vừa được nâng cấp mở rộng, thông xe từ đầu năm 2022. Từ ngày được nâng cấp mở rộng, tuyến đường Trần Phú trở nên nhộn nhịp và địa bàn này nhanh chóng ra dáng của một đô thị. Những nhà hai bên đường ra mặt tiền đường lớn, công việc kinh doanh thuận lợi nhiều hơn. Người dân nào cũng thích có công trình dân sinh, có đường rộng, đẹp trên địa bàn mình sinh sống. Thế nhưng việc thu hồi đất khi có dự án đi qua luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm về ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì thế, không phải tất cả các dự án đều đạt tiến độ nhanh chóng trong việc giải phóng mặt bằng. Đơn cử như tại thành phố Tây Ninh, không chỉ những dự án mới mà một số dự án chuyển tiếp, công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án có thu hồi đất giải phóng mặt bằng gặp khó khăn kéo dài. Một số công trình chuyển tiếp phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch hoàn thành do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng thi công, đa phần là dự án giao thông. Như công trình phải phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 5, phường 3. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình đang thi công và các công trình chuẩn bị khởi công không thực hiện thu hồi đất ở các phường xã. Còn một số công trình các hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng để thi công như hẻm số 69 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Tây Ninh, hẻm 12 đường Thuyền, hẻm 26, hẻm 28, hẻm 30 đường Thuyền, hẻm 14 đường Thuyền, đường vào trường Nguyễn Du đến đường số 19 Điện Biên Phủ, hẻm 5, hẻm 7 đường Huỳnh Tấn Phát, hẻm 7 đường Võ Thị Sáu, phường 4. Đáng chú ý là có rất nhiều đường liên tuyến được mở mới. Những tuyến đường trước đây là độc đạo, đường cục này được mở rộng. Kết nối giao thông phát triển sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cư dân. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh khẳng định rất cần có sự ủng hộ, đồng thuận của người dân. Trên địa bàn thành phố trong năm 2022 thì cũng đã có đưa vào cái danh mục đầu tư, trong đó là ưu tiên triển khai thực hiện trước các cái hạng mục là giải phóng mặt bằng đối với lại các cái công trình trọng điểm, trong đó là có các cái công trình là giao thông, là các cái tuyến đường lớn, ví dụ như là Nguyễn Văn Rớt, Nguyễn Chí Thanh hoặc là Lê Duẩn. Thì đối với lại các cái tuyến đường này thì cái tổng nguồn kinh phí rất là lớn, nhất là cái kinh phí liên quan tới cái giải phóng mặt bằng. Thì để đảm bảo cái công tác giải phóng mặt bằng đạt được hiệu quả thì hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đang phối hợp với lại Sở Tài nguyên và các sở ngành có liên quan trong cái việc là thẩm định và lập cái phương án giá đền bù như thế nào cho nó phù hợp. Phù hợp ở đây là phù hợp với lại cái quy định chung của pháp luật, quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giá cũng như là cũng tiệm cận với lại cái hài hòa về cái lợi ích của người dân. Nếu đạt được cái mục đích đó cùng với lại cái công tác tuyên truyền thì cái vấn đề giải phóng mặt bằng thì sẽ thuận lợi hơn. Tất nhiên là khi triển khai thực hiện các cái dự án liên quan tới giải phóng mặt bằng thì ít nhiều cũng có những cái khó khăn nhất định, bởi vì cũng có những cái hộ dân thì người ta thấy cũng chưa thỏa mãn về cái giá đền bù. Vì vậy thì cái công tác tuyên truyền ban đầu rất là quan trọng.
sau khi cái phương án đền bù được thiết lập thì chúng ta phải thông báo và tuyên truyền để người dân hiểu rõ về cái giá và từ đó người đồng thuận để hỗ trợ cho chính quyền triển khai và đẩy nhanh thực hiện các cái dự án này. Khi giải phóng mặt bằng, ngoài những hộ không có nhu cầu tái định cư thì số hộ bị mất hết đất cho dự án luôn quan tâm là khu tái định cư ở đâu, được xây dựng ra sao, có đủ tiện ích để đảm bảo cho cuộc sống của gia đình mình sau khi di dời về chỗ mới hay không. Trong bối cảnh thị xã Trảng Bàng đang có nhiều dự án với quy mô lớn cần giải phóng mặt bằng, thì việc xây dựng khu tái định cư được Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng quan tâm hàng đầu, cùng với việc triển khai dự án. Những nơi mà giải phóng mặt bằng, người dân không có điều kiện, trước mắt thị xã Trảng Bàng cũng đã có những khu tái định cư như Linh Trung, TTC Thành Công. Thị xã Trảng Bàng cũng có những cái khu đất công, như ví dụ như Cập Hông có Bắc. Tụi tôi để chuẩn bị những cái nền như tạo điều kiện cho những người dân nào mà có hoàn cảnh khó khăn và bị thu hồi đất rất nhiều, xét đủ điều kiện hoàn cảnh, tụi tôi sẽ cho bắt thăm cái nền tái định cư để ở. Còn riêng về Hưng Thuận, trong cái thời gian tới rồi cảng logistics mà hình thành thì thị xã Trảng Bàng cũng sẽ có một cái định hướng, đang mời cái đơn vị tư vấn làm cái quy hoạch phân khu của Hưng Thuận, sở xây dựng là chủ đầu tư để mà quy hoạch cái phân khu của Hưng Thuận, thì trong đó thị xã Trảng Bàng cũng sẽ đề nghị cái đơn vị tư vấn trong quy hoạch phân khu sẽ có những cái khu tái định cư nhằm đảm bảo cái đời sống cho người dân từ cái khu mà người ta bị thu hồi đất để đến cái nơi ở mới, tạo điều kiện cho người ta có cái cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt thì trong Hưng Thuận thì có thêm cái khu công nghiệp AA và các cái tuyến đường đang đền bù như 789 thì nó liên quan từ Hưng Thuận, từ địa đạo Củ Chi và đến Ba Đất Sét qua Hưng Thuận, Đông Thuận, thì tiếp tục trong quy hoạch phân khu tụi tôi sẽ định hướng thành lập những cái khu tái định cư, tạo nhằm là sau khi người dân bị thu hồi đất, giải tỏa đền bù thì chúng tôi sẽ bố trí vào cái khu tái định cư, tạo điều kiện cho người dân để có cái điều kiện sinh sống và phát triển làm ăn cho nó khá hơn cái nơi ở mà đã bị thu hồi. Liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2022, kỳ lấy ý kiến của các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở ngành tỉnh đối với dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung của quyết định số 02 ngày 7 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ rõ, không để người dân chịu thiệt khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Các sở ngành chuyên môn nghiên cứu bổ sung các phương án cho phù hợp mức quy định giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tại các phiên họp giao ban công tác xây dựng cơ bản, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên quán triệt chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tái định cư trên nguyên tắc đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất. Khi người ta thu hồi đất, mình phải bố trí tái định cư cho cái nơi ở cho người dân. Một là giải quyết cái việc làm cho con em họ, một là thu vào các cái khu chế xuất, khu công nghiệp để cho con em người ta có cái điều kiện làm việc tốt. Hai nữa là những người mà lớn tuổi ở nhà thì tạo cái điều kiện cho người ta ở cái trong cái khu tái định cư có một cái điều kiện hoàn cảnh sống, người ta mua bán hoặc là người ta kinh doanh, nâng cao cái đời sống cho người dân. Ba nữa là chúng tôi đã có cái định hướng là trong cái giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Trong đó là thì phòng lao động thương binh xã hội và phòng kinh tế sẽ là hai cái đơn vị với trung tâm giáo dục nghề nghiệp của Trảng Bàng thì sẽ phối hợp với nhau để tạo điều kiện dạy nghề nè. Trong cái định hướng dạy nghề thì có trong đó có một phần để giải quyết cái hỗ trợ giải quyết việc làm cho những người thu hồi đất trong các dự án để tạo điều kiện khi người ta di dời ra cái nơi ở mới và có cái điều kiện có nghề, có điều kiện hoàn cảnh sống tốt hơn tại cái khu nơi thu hồi đất để làm các dự án. Huyện Gò Dầu cũng là địa phương có những dự án quan trọng được triển khai trong năm nay. Các dự án sẽ có tác động tích cực đến tiến trình đô thị hóa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Gò Dầu.
Trong đó, đáng chú ý là dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn thị trấn Gò Dầu. Ủy ban nhân dân huyện vừa quan tâm triển khai các dự án cho kịp tiến độ, vừa triển khai các khu tái định cư. Tôi cũng đã đề xuất để triển khai cái khu tái định cư ở khu phố Lạch Sơn. Mục đích của khu tái định cư này đó là để phục vụ cái giải tỏa đền bù cái khu cái chỗ bờ kè dự án biến đổi khí hậu đó về dân ở đây sinh sống. Đây là một cái dự án nhóm B, do đó phải xin chủ trương đầu tư của hội đồng nhân huyện. Ngày 5 tháng 7 thì chúng tôi đã họp hội đồng nhân huyện, cũng đã xin chủ trương, đã biểu quyết rồi. Như vậy thì cái về quy mô cái dự án này thì diện tích khoảng 9,7 hectare, nó số tròn. Bố trí trong này là 480 nền. Tổng mức đầu tư thì 318 tỷ. Như vậy thì nguồn vốn giữa cái chỗ tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và vốn ngân sách huyện để làm cái dự án này. Về thời gian thực hiện cái dự án này thì trong vòng 3 năm, có nghĩa là năm 2022, 23 và 24. Dự án này thì báo cáo cơ bản là đầu tư hoàn thiện hết. Cơ sở hạ tầng để cho người dân có đầy đủ mà khi giải tỏa lên đó là sinh sống, sẽ đảm bảo cuộc sống ổn định. Tại phiên họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 9, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh vai trò của các chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong thực hiện khâu giải phóng mặt bằng. Dứt khoát là kinh phí để chi trả giải phóng mặt bằng là không thể thiếu, không để chậm. Cái chỗ này là chủ đầu tư, các đồng chí phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương mà làm công tác giải phóng mặt bằng. Giờ cái vấn đề mà điều chỉnh vốn nếu mà chậm thì các đồng chí còn một cái nguồn nữa là các đồng chí phải mượn cái quỹ phát triển đất để chi trả. Thủ tục này các đồng chí phải thường xuyên, các đồng chí phải gắn kết với phối hợp chặt với huyện. Chừng nào phương án được duyệt, chừng nào huyện cần tiền thì các đồng chí phải chuẩn bị. Chứ đừng để huyện mà đề nghị rồi các đồng chí mới lo các thủ tục hiện chậm. Theo quy định tại Điều 83 Luật Đất đai năm 2013, nguyên tắc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là: người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất thì ngoài được bồi thường theo quy định, còn được xem xét hỗ trợ. Việc hỗ trợ đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật. Các khoản hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ khác. Giải phóng mặt bằng luôn là chuyện được người dân, chính quyền, chủ đầu tư, đơn vị thi công quan tâm. Sẽ là lãng phí nếu công trình khởi công rồi bị dang dở, kéo dài vì mặt bằng chưa được bàn giao. Địa phương cũng không thể phát triển khi các công trình phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội không thể triển khai vì vướng đền bù giải phóng mặt bằng. Vấn đề là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên. Quy định trách nhiệm rõ ràng, công việc cụ thể giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Trước đây, khi triển khai dự án, chính quyền địa phương chưa chú ý đến việc lập các khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Những năm gần đây, công tác lập khu tái định cư được quan tâm. Các nhà đầu tư khi triển khai dự án phải thành lập cả khu tái định cư. Người dân thấy yên tâm với nơi ở mới hoặc nhận tiền đền bù đất bị thu hồi, có thể làm phương kế sinh nhai cho cả gia đình họ về sau, thì chuyện đền bù, bàn giao mặt bằng sẽ không còn phức tạp, khó khăn. Quý vị thân mến, chương trình Những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại các chương trình truyền hình Những vấn đề hôm nay đã phát sóng trên các hạ tần số YouTube, fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.